Các anh chị không nghe nhầm đâu ạ, chỉ với 99.000 một chiếc đèn năng lượng mặt trời cao cấp như thế này, mua 2 bóng là 199.000 hoàn toàn miễn ship các anh chị nhá. Mình lấy một bóng là 99.000 thêm 30.000 tiền phí ship cho em. Mua 2 bóng là 199.000 hoàn toàn miễn ship nhá. Cái chiếc đèn này nó quá là ưu việt luôn. Tại vì sao em lại nói như vậy, các anh chị thấy không ạ? Nó có hai chức năng sử dụng. Cái thứ nhất là anh chị có thể sử dụng cái dây này để mình sạc với điện lưới 220V nếu như hôm nào mà mình quên, mình không mang đèn ra mình phơi các anh chị nhé. Cái thứ hai đấy ạ, đây phía bên trên này có cái bề mặt đây ạ. Đây là những cái, đây là các anh chị thấy không, những cái gạch gạch này đây ạ. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Nó sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng mặt trời, toàn bộ năng lượng mặt trời để chuyển hóa thành điện năng thắp sáng đèn các anh chị nhé. Mình chỉ cần treo ở bên ngoài mà không cần phải dưới ánh nắng mặt trời luôn, mình cần treo dưới cửa sổ bên trong nhà gần cửa sổ thôi ạ. Nó cũng sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng mặt trời để chuyển hóa thành điện năng thắp sáng đèn nhá. Cái đèn này nó rất là ưu việt luôn. Đây là còn đây là nút nguồn các anh chị nhé. Mình có 3 chế độ sáng đây, chế độ sáng trắng này, sáng vừa và chế độ sáng nhấp nháy luôn đấy. Cái chế độ SOS là để chế độ báo động nhá. Phía bên trên của nó đây ạ, nó có 4 cái nút dấu chấm này. 4 cái nút dấu chấm này để làm gì ạ? 4 cái nút chấm này nó thể hiện được là cái pin nhá, cái năng lượng của pin sẽ nó còn bao nhiêu ạ. Đấy, nếu nó đầy thì nó sẽ là 4 cái dấu chấm này luôn, nó sẽ đầy 4 cái dấu chấm này luôn ạ. Và có một cái ưu việt nữa là nó có một cái điều khiển từ xa này. Các anh chị có thể treo lên trên chuồng trại hoặc là sân vườn, mình không cần phải đi đến gần để mình bật luôn. Mình sử dụng cái điều khiển này để mình bật các anh chị nhé. Cái on là bật này, off là tắt đây à. SS là nhấp nháy đây. Và bên dưới là nhà sản xuất để một cái tấm cách pin như thế này để nó tránh hao tổn điện pin. Các anh chị nhận hàng thì giúp cái tấm cách pin này ra cho em và mình bật on đấy, đèn lập tức sáng, off đèn sẽ tắt các anh chị nhé. Cái đèn này nó rất là ưu việt và dễ sử dụng luôn. Nó tiết kiệm điện năng toàn bộ, nó tiết kiệm cực kỳ điện năng cho các anh chị luôn. Nhà nào cái anh chị mà có chuồng trại, sân bãi, sân vườn rộng ấy mình lên mua thì sao, vì nó rất là tiết kiệm điện năng cho anh chị mình luôn. Cái thứ hai nữa là mình có thể mang đi chợ, là các anh chị nào hay đi chợ đêm thì mình lấy luôn 3-4 cái, 5-6 cái cho em. Vì sao, vì nó quá là tiện lợi luôn. Mình cứ thể mang đi cả ngày luôn. Đấy, ngày mình cứ mang đi, mình cứ treo ở bên cạnh luôn. Và buổi nó sẽ hấp thụ toàn bộ điện năng để buổi tối nó tự phát sáng. Đấy, mình không cần phải mua thêm đèn pin hay mua, hay là mình có thể ngày trước là mình cứ phải mua đèn pin rồi mình mua các dụng cụ tích điện để mình mang đi theo, đúng không ạ? Nhưng cái này rất ưu việt. Đấy, nó vừa thân thiện với môi trường, nó vừa làm sạch môi trường, mình không phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh luôn. Chỉ duy nhất trong ngày hôm nay bên em bán với giá là bao nhiêu? 199.000 hai bóng và hoàn toàn miễn ship các anh chị nhé. Bên ngoài này của chiếc đèn này nó cấu tạo hoàn toàn bằng nhựa ABS các anh chị ạ. Nó cấu tạo toàn bộ bằng nhựa ABS nên khả năng chống va đập, chống xước của nó rất tốt. Các anh chị thấy không? Đây nhá. Đây em đập như các anh chị xem đấy. Đấy, em đập như thế này luôn mà nó không hề gây sức, gây vỡ luôn các anh chị nhá. Đấy, các chị thoải mái luôn đi ạ. Mình cứ dùng thoải mái luôn, mình không sợ treo là đi đâu mà mình đập và mình va chạm vào nó rơi nó vỡ đây. Đấy, nó vẫn là mới tinh luôn. Đấy, chỉ với bao nhiêu? Chỉ với 199.000 là hai chiếc đèn như thế này. Hai hộp là hai chiếc các anh chị nhá. Mỗi một hộp là một chiếc luôn, chỉ với 199.000 hai chiếc đèn như thế này. Mua một bóng là 99.000 thêm 30.000 thì ship cho em. Nhận hàng các anh chị kiểm tra hàng kỹ giữa số em nhé. Bên em có tem chống hàng giả hàng đây ạ. Nhận hàng có tem chống hàng giả, mình vui lòng nhà hàng không có mình không nhận hàng các anh chị nhé. Các anh chị duy nhất, các anh chị nào muốn mua với giá là 99.000 hãy để lại số điện thoại ngay trong bên dưới cái video này, hoặc là nhấn vào nút ưu nhận ưu đãi để được nhận ưu đãi với giá là 199.000 nhé. Chỉ duy nhất trong ngày hôm nay bên em xả với giá là bao nhiêu ạ? 99.000, chỉ dành cho các anh chị nào để lại số điện thoại hoặc nhấn ngay vào cái đường link nhận ưu đãi ở phía bên dưới cái nút nhận ưu đãi đây ạ.